Em xin chào mừng bà con cô bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Bốn Bánh Kinh Môn. Bên Bốn Bánh Kinh Môn thì chuyên mua và bán tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Bác nào có nhu cầu mua hoặc là bán thì cứ liên hệ em theo số điện thoại 0354152888. Và bên em thì mua bán thì luôn có cam kết về chất lượng cho bà con. Cam kết là không bán xe lỗi, xe kém chất lượng. Nên là bà con cứ yên tâm. Và hôm nay thì bên Bốn Bánh Kinh Môn lại vừa về thêm một mẫu sedan. Xe mang được mang thương hiệu của Hàn Quốc. Rất là nổi tiếng mọi người nhé. Mà giá cả thì rất là ưu đãi để phục vụ cho bà con tránh dịch. Giá chỉ hơn 100 triệu thôi là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi. Đó là chiếc Daewoo Gencha. Xe được sản xuất năm 2009. Động cơ máy là 1.6 phiên bản số sàn. Tổng thành xe là màu xanh mọi người này. Màu này rất là hiếm nhá. Màu đen hoặc là màu trắng thì có thể là phổ thông, nhưng mà màu này rất là hiếm luôn. Nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt. Đó. Sơn xi còn bóng mượt luôn. Còn căng bóng luôn này. Em quay gần cho bà con tham khảo lức sơn của xe. Ngoại thất của xe rất là đẹp nhá. Còn bóng mượt luôn. Đó. Khám phí em này thì rất là dài. Tháng 5 năm 2021. Bà con lấy xe về chỉ sẵn đi thôi. Đèn pha của xe đây. Đó, mặt ca lăng này. Được mạ chrome nhìn rất là đẹp đây. Logo này. Đó, đèn pha rất là sáng nhá. Còn nguyên bản theo xe. Mang biển kiểm 27 này. Ngày duy nhất là chỉ có xước một tí sơn này thôi. Cái này đánh bóng là hết mà bà con nhá. Để bà con cứ yên tâm. Đó, lốp của em nó thì khe dánh là còn rất là sâu đây. La răng đây. Và cũng bị xước một tí gương này thôi. Nhưng mà em sẽ làm lại, tuốt lại cho đẹp nhá. Bà con yên tâm, nhà chắn mưa đầy đủ đây. Đó, ngoại thất của em nó còn rất là đẹp. Dòng này thì tôn vỏ của nó cũng rất là dày dặn mọi người này. Đó, rất là dày dặn luôn. Rất là chắc chắn. Đi rất là lành xe, dòng xe Hàn Quốc thì đi rất là lành. Và chiếc này là bên Bốn Bánh Kinh Môn đang chào bán với giá Covid là chỉ với 143 triệu thôi nhé. Chỉ với 143 triệu thôi là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi. Giá bên Bốn Bánh Kinh Môn là đã bao gồm hồ sơ cho bà con rồi. Đó, xe được trang bị màn hình Android này. Rất là xịn xòa luôn. Đó, củ số rất ít mòn nhé. Phanh tay đây. Nội thất đây màu kem thì rất là đẹp này, còn rất là sạch sẽ. Còn như mới luôn. Bà con lấy xe về chỉ sẵn đi thôi. Đó, nội thất rất là đẹp luôn, rất là sáng. Trần nỉ đây, đã được bọc 5D rồi, nhìn rất là thẩm mỹ. Chống nóng, chống ồn. Đó. Vô lăng đây, vô lăng là rất ít mòn bà con nhé. Đó. Chiếc này em cam kết là xe không có taxi khoan đục gì cả nhé. Nên là bà con yên tâm về chất lượng của xe. Đó. Máy số cực kỳ ngon. Côn số rất là ngọt, điều hòa rất buốt luôn. Xe không lỗi. Đó. Táp ly của xe đây. Đấy, kính chỉnh cơ này, gương điện mọi người này. Táp ly của xe còn tương đối là đẹp luôn, chưa có hiện tượng bong chóc chảy xước gì cả nhá. Đó. Chỉ với 143 triệu thôi là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi. Hàng ghế thứ hai của xe đây. Đó, rất là đẹp luôn. Rất sạch sẽ. Chỉ sẵn đi thôi. Bà con lấy xe về là không phải làm bất cứ việc gì nữa. Bác chủ đi là rất là giữ gìn xe. Cũng xe nội thất của xe cũng rất là rộng rãi. Đó, các kèo đây. Đinh tán còn nguyên bản mọi người này. Dòng xe của Hàn này thì cũng rất là lành xe. Mà giá này cực kỳ là rẻ luôn. Giá rất là rẻ luôn cho bà con nhé. Đó, tắp đi của xe đây. Còn tương đối là đẹp luôn. Cô bác anh chị nào mà thiện chí chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888 để được em tư vấn hỗ trợ cũng như đặt lịch xem xe. Và địa chỉ để xem xe tiếp đó là thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên em thì cách thành phố Hải Dương là 30 km nên là
không có bị ảnh hưởng dịch bệnh gì cả nhé, nên là đường xá vẫn lưu thông bình thường, nên là bà con thiện chí xuống xem xe thì cứ đi lại bình thường thôi nhé, không ngại vấn đề đường xá đâu. Rồi, nội thất của xe đây bà con nhé, rất là sáng, rất là sạch sẽ. Đó, xe trang bị hai khóa khiển này, ngồi rất là rộng rãi luôn. Bật lên xuống đây, tắp đi của xe đây. Đó, bên bưu máy Kinh Môn thì có mua bán vận chuyển toàn quốc nhé. Bà con nào ở xa mà thiện chí xe này thì vui lòng liên hệ em, cọc cho em 30 triệu em sẽ vận chuyển xe vào trong cho mọi người. Và phí vận chuyển là thêm 5 triệu nữa là cô bác anh chị lấy xe đi rồi. Mọi người ở hai khu vực miền Nam và miền Trung cứ yên tâm. Tình trạng kỹ thuật của xe như nào, ở ngoài như nào thì trong video là như thế, em cam kết là tả chuẩn cho bà con luôn. Nên là bà con cứ yên tâm nhé. Đó, không lo về vấn đề gì xe pháo đâu. Đó, có như nào em cam kết tả chuẩn cho bà con luôn, sai em xin chịu phạt hoàn toàn luôn mọi người nhé, nên là bà con cứ yên tâm. Giờ em sẽ cho các anh chị tham khảo qua phần máy của xe. Đó, máy của xe đây nhá, mặt máy còn rất là sáng này, máy thì lổ rất êm, chưa có hiện tượng rò rỉ dầu mỡ gì cả nhá. Xe này em cam kết là không có đâm đụng ngập nước gì cả nhá, thì mới lỗi đâm đụng ngập nước em cho xe luôn. Đó, máy móc em này em cam kết là rất là chất luôn. Mọi người quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888 nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành cùng kênh của em. Mọi người yêu quý quanh thì vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ video giúp em nhé. Em xin hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em.